Dạ vâng, xin được gửi lời chào đến toàn thể quý cô bác cũng như quý anh chị đang xem kênh của em Trường Bình Dương. Thì buổi chiều hôm nay em Trường mua được hai mẫu xe mới, liền ghé vào chỗ cũ quay clip phục vụ cho quý cô bác và anh chị nha. Thì trời giang bắt đầu rồi, mưa rồi nha cả nhà. Thì em sẽ quay nhanh thôi. Thì mở đầu clip phía bên trái màn ảnh là mẫu Toyota Innova đời 2013 E bản đủ, biển 71A08957 nha, 08957. Và phía bên trái là mẫu Ford Everest 2012 phiên bản máy dầu số tự động nha. Cả hai xe đều là đẹp không lỗi nha cả nhà. Đó. Thì clip ngày hôm qua em Trường quay hai mẫu 2012, 2013 là đều bán về con tum hết rồi. Một mẫu 2013 là biển 79 là một khách cọc online đi về con tum, và mẫu 2012 là bán về một vị khách ở Iabun. Gì đó bán luôn rồi. Thì với bên em về còn mấy mẫu này thôi nha. Innova 2013 E bản đủ màu ghi bạc nha cả nhà. Xe rất đẹp, tư nhân chính chủ nè. 08957, biển số cũng rất là đẹp, màu ghi bạc nha. E bản đủ là bản được trang bị vành mâm R15, phanh ABS, hai túi khí an toàn. Nói chung là xe đẹp hết. Xe em vừa mua về. Đấy, 2013, xe dán full film cách nhiệt trước sau rồi hết rồi. Đấy. Bởi vì một con bản đủ nó được trang bị option là sấy sửa kiến, gạt mưa sâu, cảm biến lùi. Nói chung quý khách hàng về là sử dụng thôi. Và quý khách hàng cũng đã có nhiều quý khách hàng xem kênh của em về đến đơn vị khác xem, nhưng cuối cùng cũng phải quay lại mua thôi. Bởi vì sao? Tiền nào của đó, bên em Trường bán những sản phẩm gọi là rất là ok, không dám tự tin nhưng mà bán những sản phẩm tốt nhất có thể luôn. Xe đẹp tuyệt đối luôn nha cả nhà. Đó, nội thất mới nè. Nội thất màu nâu kem nha cả nhà. Đó, nội thất của nó là màu nâu kem. Thì hiện tại trời cũng đã mưa rồi, nên em Trường thì quay tạm thôi, rồi em sẽ quay clip chi tiết ở cả nhà sau. Đó, cả nhà thấy chưa? Màu nâu kem xe rất đẹp nè. Màn hình kem lùi, camera Việt map và đầy đủ hết luôn cả nhà ơi. Nói chung là về là sử dụng thôi, không phải tốn kém tiền làm gì thêm nha. Nhưng nội thất nè, mọi thứ là theo xe hoạt động khá là tốt nè. Trần nhựa đồ luôn cả nhà. Đúng 2013 nha, 2013 bản đủ nha cả nhà, 1550. Đấy, xe đẹp miên man. Màn hình Việt map đây nha, nha cả nhà. Đấy. Xe nói chung là không lỗi lầm, không đâm đụng. Xe rất đẹp, máy móc thì miễn bàn. Đây. Đó, cả nhà thấy chưa? Tuyệt vời luôn. Hầm máy của nó nè, 2013 E bản đủ nha. Được trang bị hệ thống phanh ABS nè, chống phanh bó cứng cây bốn máy nè. Đấy, máy móc khô. Bảo hành lên đến 1 năm sử dụng nha cả nhà mình nha. Bảo hành máy móc lên đến 1 năm. Và giá thành con này là 359 triệu nha. Rồi cả nhà nha. 2013 E bản đủ 359 triệu nha cả nhà. Và kế bên là mẫu 2012 Everest máy dầu số tự động, mẫu xe rất hot, xe siêu cộp luôn, biển Sài Gòn 51H25657 nha. Xe này nó đứng thứ hai thì không ai đứng thứ nhất luôn nha cả nhà. Đấy, xe mới về, em sẽ bắt bóng làm đẹp để phục vụ cho quý cô bác và quý anh chị luôn. Đấy, xe rất đẹp, máy dầu số tự động đời 2012, siêu đẹp. Ốc nách đồ là chưa thấy một cái nào nha. Xe trang bị 4 túi khí nha cả nhà. Đấy, một túi khí bên này, một túi khí bên, hai túi khí bên trước và bên ghế luôn, trần nỉ rồi hết luôn. Nói chung là máy dầu số tự động đời 2012, xe đẹp nét căng. Đó, tấp bộ tấp bi đồ đầy đủ. Nói chung là xe đẹp form mới đời 2012 mà đời cao mà cả nhà. Hiện tại đời trời nó đang mưa nên em quay nhanh nha. Rồi xin làm đẹp rồi lên sóng chi tiết xe cả nhà mình sau. Đó, 2012 nha cả nhà, biển Sài Gòn 51 á. 5256 57 luôn, số tiến lên luôn cả nhà. Đấy, làm ăn lấy con này là đẹp luôn nè, cái máy dầu đi cực kỳ lợi luôn, mâm mới rồi hết cả nhà ơi, tuyệt vời. Máy móc, cái máy dầu đời 2012 thì nó trang bị động cơ là máy turbo tăng, có trang bị turbo tăng áp chạy rất là nhẹ xe, mà nó là máy điện chứ không phải là máy cơ, nên lái rất là nhẹ nhàng cả nhà, tiết kiệm nhiên liệu lắm, chạy sướng lắm. Chứ nó như bán tải á, nói chung nó như bán tải. Xe đúng cộp luôn cả nhà. Ốc cabo chưa mở luôn nha, ốc cabo zinc luôn nè. Đó, keo sùng chỉ thì miễn bàn. Máy móc thì không hơi thừa, rất là ngon. Bèo chít tít tít hãng là thoải mái luôn. Phanh ABS chống bó cứng, phanh cái bốn bánh đây. Đấy, cả nhà thấy chưa? Tuyệt vời. Khi trang bị turbo tăng áp luôn, chạy rất là sướng nha cả nhà. Đấy. Đây, turbo nằm bên góc bên này nha. Rồi, và giá thành chiếc này là 435 triệu cả nhà. Bao ký quyền cho cả nhà nha. Đấy, cả nhà nhớ đăng ký kênh và nhận thêm nhiều video clip giá rẻ hàng ngày hàng giờ. Hiện tại là mưa nên em Trường chỉ quay tới đây thôi. Ngày mai làm đẹp em sẽ quay clip chi tiết gửi cho cả nhà luôn nha.